Úi chà, ui dùi ui, nó còn một tí thôi mà. Để mình bóc cho mọi người xem nhé. Lần này thì mình đặt hai cái này cùng một lúc luôn. Mình không dám cớ mạnh ấy, tại vì nếu mà cớ mạnh thì nó sẽ vào quần áo mất. Đầu tiên thì là cái quần vải đũi màu đen này. Cái này mặc siêu mát thề. Đây cho mọi người xem cái chất vải của nó này. Vẫn có một ít chỉ thừa ấy mọi người. Đường may cũng khá là ok luôn. Quần này ở hai bên thì đều sẽ có túi nha. Tiếp đó là cái quần như ở đầu video. Này có màu trắng nha mọi người. Ở trên ảnh ở Shopee thì không có thấy màu trắng nhưng mà đặt thì có. Ui cái này siêu phẩm luôn. Không thể ngờ là với 69 cành có cái quần như thế này luôn á. Mình tìm cái quần này khá là lâu rồi. Cái này sẽ dùng khóa kéo và dùng cúc cài nha. Như mọi người thấy trên video đấy là vải của nó khá là dày dặn. Sẽ có túi quần ở hai bên luôn này. Đây, đường kim mũi chỉ của nó nhá. Nói chung là cũng ít chỉ thừa thôi. Và đáy quần này thì không quá ngắn nha. Mình thấy cũng ok. Đầu tiên thì đây là cái quần đen này. Mặc lên nhìn đẹp ha. Còn đây thì là cái quần mình thích nhất. Đấy là quần trắng. Cái quần này lên form và gọi là đẹp tuyệt vời luôn. Cái này thì mình thích dùng để phối với áo sơ mi hơn. Áo sơ mi mà có gò cúc ở sau lưng này. Cái này mình chọn mua thì nó là màu xanh dương. Và mọi người ạ, cái này nó hơi đậm ấy. Nhưng mà bù cái là chủ shop cho giấy thơm mà rất là thơm luôn. Về chất liệu của áo thì mình thấy vải này không quá nóng. Đây là phần sau lưng của nó này. Nha, nó có hẳn một hàng cúc ở sau lưng luôn á. Cổ áo thì là cổ đứng kiểu cổ sơ mi ấy. Còn đuôi áo thì nó kiểu như thế này. Người ta gọi là đuôi tôm đúng không? Tay áo thì cũng được may gập lên luôn. Cho mọi người xem kỹ hơn một xíu nữa về chất vải của nó này. Vải này theo mình nghĩ thì là không quá dễ nhăn đâu. Và đường kim mũi chỉ của nó thì cũng ổn. Ở cái áo này thì mình không thấy kiểu nó bị chỉ thừa ấy. Hello mọi người, đây là sau lưng áo này. Và đây là mặt trước của nó. Cái áo này kiểu là form rộng ấy chứ nó không phải là bó sát vào đâu mọi người ạ. Mặc cái này với quần đùi vừa tiện vừa mát luôn á. Nhìn nó kiểu năng động mà không quá bị già ấy. 2,7 nghìn lượt bán. Còn cái này 14.400. Mình đang thắc mắc là liệu lượt bán cao như vậy thì chất lượng liệu có ổn hay không. Thì tất nhiên rồi, phải bóc ra mới biết được chứ. Đối với quần lần này thì mình mặc size S và chọn màu xanh nhạt. Size S đúng nhỉ, không nhớ lắm. Nhưng mà đối với mình thì cứ size nhỏ nhất mà chọn thôi. Đây chính là cái quần đấy này, mọi người nhìn thấy không? Cái này là quần cạp cao nha. Ở hai bên thì sẽ có hai cái túi và túi này rất là sâu luôn ý. Cái phần đường kim mũi chỉ của nó thì mình thấy cũng khá là ổn. Và đây là phần ở bên trong của nó này. Ở phần gấu quần sẽ là như thế này nha. Chất liệu quần thì đối với giá này là quá ok luôn á. Còn đây thì là cái mũ này. Cái này thì mình mua màu kem. Và cái dòng chữ đen đen kia là được thêu lên nha. Cái đường kim mũi chỉ cũng như là chất liệu của cái mũ này thì cũng khá là ổn đấy. Quần khi lên dáng sẽ như thế này. Cho điện thoại cao lên để mọi người dễ nhìn này. Cái quần này nó chết khuyết điểm ở chân của mọi người luôn á. Thả áo xuống thì trông sẽ như thế này. Cái này mua đi học thì rất là ok luôn. Tại vì nó không có họa tiết gì hết. Và màu này mình nghĩ là đủ tối đấy. Đừng nói gì cả vì mình biết tiền của mọi người sẽ đi đâu. Mình không có một lời nào để có thể gửi với mây trời nữa cả. Không biết là có bạn nào xem mình bị cháy ví không. Thôi, tập trung vào chuyên môn này. Đầu tiên đấy là cái chân váy đi. Cái này là chân váy hình chữ A. Màu của nó là màu nâu nhạt á, kiểu nâu sữa ấy. Màu này rất là xinh luôn đó mọi người. Một điểm nữa là cái khóa kéo này vô cùng mượt á. Đây là mặt trước của nó này, trơn thôi mọi người, không có gì hết. Tiếp đó là sang đến cái áo đi. Áo này thì không phải là màu trắng, cũng chẳng phải là màu be. À không, nói đúng ra nó phải là be nhạt mới đúng. Nhưng mà chính điều này làm cho cái áo này và cái váy nhìn nó match nhau hơn. Đây là cái dây để cột thành cái nơ này. Ba cái dây đều làm như vậy hết. Chất vải của nó thì mình thấy là khá là mát. Thế nhưng mà bên trong lại có chỉ thừa ấy. Mặc dù là đường may khá là ok. Đây cho mọi người xem kỹ chất vải này. Cũng như là cái đường may của nó. Mặc lên thì trông sẽ như thế này. Xinh ha. Bộ này thì là kiểu nhẹ nhàng thoải mái này. Mình thấy nó không bị bó sát quá ấy. Rất là dễ để vận động luôn. Áo hoa nhí xinh ghê. Mình thì chưa mặc áo hoa nhí bao giờ nhưng mà thấy cái này kiểu nó xinh quá luôn rồi ấy. Thế nên là mình đã bỏ giỏ cầm về luôn. Thứ nhất vải ở cái này vô cùng mát mọi người ơi. Nó co giãn cũng rất là tốt nữa ấy. Vải của nó sờ vào cảm giác kiểu nổi nổi lên ấy. Tay áo thì sẽ là bo chu như thế này. Đây để mình cho mọi người xem kỹ chất vải của nó nhé. Sau lưng là một cái khuy áo hình giọt nước đúng không? Đây này phần bên dưới của nó này. Đường may thì mình thấy khá là ok. Tay này thì cũng là bo chu luôn. Thời tiết này mặc áo này là hợp lý rồi. Hello mọi người. Khoác thêm cái túi ra ngoài chơi là hợp lý luôn. Cái này mặc nhìn kiểu không bị già ấy. Quá ư là nhẹ nhàng luôn mọi người ơi. Bye bye. Ôi, xinh thế. Hôm nay thì mình thích lên đồ bộ hơn. Thế nên là mình sẽ up đồ bộ trước. Còn đùi tính sau nha. Đầu tiên thì sẽ là một cái quần cùng set này. Cái này thì là màu nâu nhạt và đáy quần của nó nhá. Không hề ngắn một tí nào luôn. Cái này chỉ là giả khóa cúc thôi. Đằng sau sẽ dùng đai chui như thế này. Đấy mọi người thấy không? Chất lượng của nó này. Vải khá là dày dặn và đường kim mũi chỉ mình thấy cũng ổn ấy. Nhưng mà mình không thích cái túi lưới ở đây tí nào. Tiếp đó thì là cái áo nhá. Vải của bé này thì mình thấy khá là ok, không quá nóng đâu. Tay là bo chui mà sẽ có một cái dây dài để cột thành cái nơ như thế này. Hàng cúc áo thì sẽ là màu đen này. Cho mọi người xem kỹ hơn về chất vải của áo. Quá là ok luôn á. Tay áo mình thấy hình như là tay phồng thì phải. Đây, xem đường may của nó này. Cũng khá là ổn. Hello mọi người, khi lên dáng nhìn sẽ như thế này. Mọi người nhìn thấy hai cái nơ dài dài ở bên tay áo không? Đấy, quên mất chưa có cột lên. Bye bye mọi người. Hai cốc trà sữa thôi á. Mua sắm làm gì mà nhiều thế. Nói đùa chứ thích là được mà. Có cái gì đâu. Ở chỗ này họ để cho một cái hộp rất là to luôn. Ship thì mình thấy cũng không quá là nhanh đâu mọi người ạ. Nhưng mà bây giờ chỗ nào cũng vậy. Vì là dịch rất là căng thẳng mà. Ok thôi thì túi đây rồi mọi người ạ. Cảm nhận đầu tiên khi mà cầm vào túi là túi này rất là đẹp và đứng form. Thế nhưng một điều quan trọng mình phải nói với mọi người đấy là cái này không phải là màu trắng mà cảm giác như nó là màu kem ấy, màu kiểu nhạt nhạt thôi. Bên trong của nó thì khá là rộng và cái dây chỉnh của nó chúng ta có thể tùy chỉnh độ dài này.
tháo lên tháo xuống ra cho vừa và chúng ta nhất có thể nha. Đường may thì khá là đẹp, dây thì là quai bản to này. Cái này chỉ là giả da thôi nhưng mà mình cầm vào thấy khá là cứng ấy. Đây cho mọi người xem kỹ hơn về chất lượng cũng như là đường kim mũi chỉ này. Với 70 cành thì không đòi hỏi gì thêm đâu. Thay hẳn quần áo lên đồ cho túi luôn này. Trời, hơi bị xinh đấy. Cái túi này hợp với mấy cái váy hoa nhí màu kem kem ghê. Đây này, cái này cũng là tông kem này. Mọi người nhớ nhập cái mã này để giảm 100 cành từ 0 giờ đến 1 giờ ngày 15 tháng 7 nhá. Đấy, đã thành công rồi. Đây, chân váy bò sữa. Để tôi bóc vào cho công xem luôn nhá. Cái này thì có hai size là M và L, mình chọn M. Đầu tiên luôn đấy là cái này sử dụng khóa và cặp cúc nha. Khóa này mình thấy rất là mượt luôn á. Chất vải của nó thì rất là dày dặn ấy. Để cho mọi người xem bên trong nhá. Người ta sẽ may kèm luôn một cái quần bảo hộ bên trong nữa rồi. Kiểu không sợ lộ hàng khi mặc đồ ngắn ấy. Cho mọi người xem mặt sau của nó này. Nếu mình nhớ không nhầm thì là mình không có thấy chỉ thừa thì phải. Hello mọi người, đây là khi lên dáng này. Sorry, cái áo nhìn nó hơi đều một tí. Này thì mình thấy là nó kiểu ôm sát luôn á mọi người. Độ dài của nó theo mình đoán nhá, đâu đấy khoảng tầm 42. Quên một cái nữa, nó có túi ở hai bên mọi người ạ. Nó có túi nha. Với giá 120 cành thì chẳng thể đòi hỏi thêm một cái gì luôn ý. À quên, ship hơi lâu một tí. Túi sinh chỉ 89 cành. Bóc ra luôn thôi chứ còn đợi cái gì nữa. Túi này thì mix cả hai màu đen và trắng rất là dễ dùng luôn ý. Cái này thì lịch sự cũng được mà cá tính cũng được luôn. Đầu tiên nhá, ta sẽ để một cái túi to vào bên trong này để giữ form. Bên trong túi để được khá là nhiều đồ vì nó rất là rộng ý. Túi này thì chỉ là giả da thôi nhưng mà sờ rất là thích luôn á. Đây là cái dây quai đeo của nó này. Cái dạng này là dạng kiểu kẹp nách ấy. Cái đường may của nó thì mình thấy khá là chất lượng, không hề bị chỉ thừa hay gì hết. Form cũng rất là xinh luôn. Có thể mix với mấy cái đồ mà nhìn nó kiểu tranh xạ này, lịch sự một chút như là cái bộ này chẳng hạn. Nhìn xinh mà. Hoặc nếu không thì năng động trẻ trung, mặc bình thường thôi như thế này này. Có ai biết gì đâu, mình chả biết làm cái gì hết á. Lúc đầu nhìn vào ảnh thì mình tưởng nó là váy rời kiểu hai món ấy. Nhưng mà không mọi người ạ, nó dính liền với nhau luôn rồi. Nó là một món nha. Đầu tiên là cái nở ở tay này rất là dài. Tay áo thì sẽ có chun này, ở cả hai bên đều như thế hết. Cái bên này thì sẽ buộc thành cái nơ nha. Cái phần cổ áo á, nhìn cảm giác như kiểu cái viền của cái bánh gối ấy nhở. Vải thì mình thấy khá là dày dặn ấy. Đường chỉ may của nó cũng rất là đẹp nữa. Ở cái này thì mình không có thấy chỉ thừa. Cho mọi người xem kỹ hơn về chất vải của váy này. Ở thân váy á thì sẽ có hai cái túi như thế này. Mình nghĩ là cho đẹp thôi chứ chả để được cái gì đâu. Cái phần vải đen của nó vô cùng dày luôn nhá. Đường may cũng rất đẹp nữa. Hello mọi người, đây là khi mà mình mặc lên này. Nhìn cũng xinh ha. Kiểu nó còn che được cả bụng mỡ nữa ấy. Tại vì cái này nó không bị bó sát vào cơ thể. Hai cái nơ dài dài sẽ cột ở hai bên. Và còn cái tà nó sẽ bay bay thì kia kìa. Bye bye mọi người. 100 cành một cái máy sấy. Úi giời ơi luôn, chứ còn gì nữa. Thật sự là rất lâu rồi mình mới có cảm giác rạch hộp hình chữ X thế này. Ê nhưng mà nhìn cái hộp của nó ngay từ bên ngoài đã xinh rồi cơ. Cái này hình như có mấy màu khác nhau cơ mọi người ạ. Mình thì mình chọn màu hồng. Đầu tiên sẽ là một cái này để đi kèm này. Và đây là máy sấy. Cái loại mình chọn là loại gấp được ấy. Xời, mọi người nhìn thấy không? Xinh không? Cái này là màu hồng nhạt nha, nhìn rất là dễ thương luôn ý. Nó có thể gấp gọn lại để mang đi bất cứ đâu. Cái tròn tròn này sẽ lắp ở đầu này. Và cái dây của nó thì cũng rất là dài nữa. Nó rất là tiện để kéo ra xa luôn đó mọi người. Đột nhiên mình thấy có lỗi với mọi người. Là một chiếc quần đùi nữa với giá 39 cành. Nó có phải tầm gần chục màu cơ. Nhưng mà mình chỉ mua tầm 4 màu thôi thì phải. Đầu tiên luôn không phải thiếu đấy là màu nâu sữa này rồi. Cái màu này rất là dễ phối luôn. Phối được với rất nhiều kiểu khác nhau. Đặc biệt là mấy hôm mà nhẹ nhàng đi cà phê á. Có túi ở hai bên này. Đáy quần thì hơi ngắn một xíu. Thế nhưng mà đường may rất là đẹp nha. Vẫn có chỉ thừa đấy. Nhưng mà mình thấy là đường may khá là đẹp và cẩn thận. Cặp quần thì sẽ là cặp chun nha. Tiếp đấy là một quần siêu phẩm không kém. Đấy là màu đen. Màu đen thì mình thấy là mỏng hơn một xíu so với lại cái quần nâu sữa vừa nãy. Nó vẫn là cặp chun thôi mọi người. Tiếp đấy là một màu lần đầu tiên mình có. Đấy là màu xanh. Xanh này là xanh gì? Không biết nhưng mà nhìn nó rất là nổi. Mình thấy ok, không bị dìm ra. Hello mọi người, đây là quần màu nâu khi mà lên form này. Xinh đúng không? Mình khá là thích cái form này, kiểu nó không bị xòe quá là nhiều ý. Đùi to thì vẫn mặc ok. Chân mình mặc còn thừa rất là nhiều. Đây là cái quần màu đen này. Màu nâu sữa và màu đen là hai màu mình highly recommend. Baby doll chỉ 79 cành này. Bóc luôn cho mọi người xem này. À quên nữa là cái này có hẳn hai màu đen và trắng. Do là phân vân thế nên là mình lấy cả hai luôn. Đầu tiên thì mình sẽ bóc màu đen cho mọi người xem trước nhá. Bỏ túi zip xịn phết thì đây chỉ là cái màu đen này. Đầu tiên là về chất vải của nó, vải này là vải pha ni lông thế nên là nó sẽ bị hơi nóng một xíu. Thế nhưng bù lại là nó không hề dễ bị nhăn mọi người ạ. Cái phần đường may của nó ấy cũng rất là đẹp. Ở áo đen thì mình lại không thấy chỉ thừa này và nó có nhấn ở phần ngang ngực nha. Sang đến cái áo trắng. Cái này nhìn thì rõ hơn đúng không? Áo trắng thì lại bị một xíu chỉ thừa này mọi người. Về chất liệu của nó thì tương đương như áo đen thôi. Đường may ở cái áo trắng này mình thấy cũng rất là ok này. Và đây là đường may ở ngang eo này. Tay áo thì người ta sẽ làm kiểu tay phồng nha. Đây là áo trắng khi lên form này mọi người. Tay phồng đúng không? Đúng không? Cái phần cổ tay áo thì hơi dài một xíu so với mình. Còn đây thì là cái màu đen này. Sợ màu trắng nó nhanh bẩn ấy thì có thể chọn sang màu này. Cái set này 55 cành á. Uki luôn. Gói hàng rất là cẩn thận này mọi người. Và ship cũng rất là nhanh nữa. Hôm qua đã thì hôm nay đã đến rồi. Ra hàng nhanh là một điểm cộng rất lớn đấy nhá. Mình muốn nói rằng đấy là cái màu áo này ở bên ngoài nó sáng hơn so với màu ở trong ảnh. Nó sáng hơn. Thôi đầu tiên chúng ta xem cái quần trước đi nhá. Về quần thì mình thấy là khá là ok đấy. Cái đáy không bị ngắn quá này. Hình này thì được dán khá là chắc, không dễ bị bay đi đâu. Sang đến cái áo đi thì chất vải của nó mình thấy là khá là co giãn này. Thấm hút mồ hôi cũng ok.
Cái hình in của nó mình thấy cũng khá là chắc. Cái vải của nó kiểu bị nhão ra ấy mọi người. Nếu như nó đứng phong một xíu nữa thì rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà để so với giá 55 cành thì mình thấy là ok rồi. Đường chỉ của nó may thì cũng ổn. Chỉ thừa thì không có quá nhiều, chỉ có một ít thôi. Cái này mà ở nhà đi ngủ thoải mái cực luôn. Ước gì nó cứng phong một xíu nữa. Nếu như muốn bảo quản được lâu ấy thì mọi người nên cho vào túi giặt nhá. Nói chung là với 55 cành thì mình thấy cũng tạm ổn. Mặc đi kiểu học vẽ hay các thứ ấy thì màu dây da đỡ tiếc mọi người ạ. Lại là túi sách này. Thật sự luôn nha, cái cách đóng gói như thế này đã kiếm được 80% tình cảm của mình rồi. Túi là một thứ mà rất là dễ mất form nhất. Cái thứ hai đấy là nó rất dễ bị nhăn khi mà bị một cái gì đấy đè lên. Thế nên là khi mà cho vào hộp ấy thì sẽ tránh được tối đa cái tình trạng đấy xảy ra. Quay trở lại đi thì cái túi này có hai màu và mình chắc chắn là sẽ mua màu trắng. Một cái dây được tặng kèm này. Cái túi này thì là giả da thôi mọi người ạ. Nhưng mà sờ vào thích phết. Bên trong này một cái dây đi kèm cho những ai thích kiểu đeo chéo này. Và bên trong vô cùng rộng luôn á trời ơi, để thoải mái đồ. Hoa có thể là điểm nhấn cho cả set đồ nhưng mà mình không thích, thế nên là mình sẽ gỡ nó ra nha. Hello mọi người, đây là cái túi đây này, xinh đúng không? Xinh xinh vừa đủ xài. Mấy chị nhân viên văn phòng ấy có thể tham khảo nha. Phối với lại áo sơ mi cũng được này, thanh lịch.